Xin mến chào cô bác tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý cô bác thân mến, có bao giờ bạn nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi long đong, lận đận? Chắc chắn là có, chắc chắn từng có lúc bạn than thân trách phận, hận mệnh oán đời. Biết thời thế không thông, vận may không thuận, chắc chắn từng có lúc bạn thấy bất đắc chí, hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ, bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra, chông gai và thử thách là những thứ mà không ai trong chúng ta là chưa từng trải qua trong cuộc đời. Bởi có lẽ cuộc sống này chẳng phải là toàn màu hồng, chẳng giống như những gì mà ta mong đợi. Khó khăn trong cuộc sống này là lúc mà chúng ta chứng tỏ bản thân và vươn lên số phận của chính mình. Thế nhưng, để vươn lên số phận thoát nghèo, thoát khổ, thì 7 phần cần phải có sự nỗ lực cố gắng, nhưng 3 phần còn lại phải dựa vào may mắn mà ông trời ban tặng cho từng người. Bởi thế cho nên mà ngày nay con người ta thường tìm đến tử vi để có thể đoán định được tương lai, cũng như đón lành tránh dữ, chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Và trong chuyên mục tử vi con giáp hàng tháng ngày hôm nay, chúng tôi xin cảnh báo về 3 hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi tháng 11 âm năm 2023. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 mà chưa từng có ai tiết lộ, và chỉ cần tránh 3 hiểm họa này, đảm bảo sẽ xoay chuyển được vận mệnh, biến hung thành cát, giàu to chúng lớn, đỏ hết phần thiên hạ. Quý vị có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình thì đừng ngần ngại, hãy để lại ngày tháng năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này để ban biên tập chương trình giải đáp cho quý tín chủ trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích sớm nhất. Còn bây giờ không để quý cô bác chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết cảnh báo 3 hiểm họa tiềm ẩn trong tháng 11 âm lịch. Người tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, tránh được là vượng lên, đắc lộc chúng lớn, siêu giàu có. Thưa cô bác Đinh Dậu thân mến, đã bao giờ bạn tự vấn bản thân hay nhìn thẳng vào sự thật rằng bạn thua là do bạn chưa giỏi, rằng bạn lỡ thời cơ là do bạn chẳng đủ chăm? Đã bao giờ bạn đối diện với chính mình trong quá khứ, giận mình sao không có một kế hoạch chỉnh chu, tức mình sao không có một sự chi tiết, tính toán trước sau? Trong từng lựa chọn, chắc chắn là ít lắm, thường lảng tránh là bản năng, đỗ tội là bản tính, mà nghĩ mình là nạn nhân của đời, của mình là bản ngã của con người. Thực tế, chúng ta sống trên đời, nhân vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên, ta không quyết được thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân, tức con người mình, nên lắm lúc bạn cần phải ngồi lại ngẫm về những gì mình đã trải, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự vấn và sửa đổi học hỏi, để thêm giỏi, và ở thời điểm tư duy của bạn thay đổi, trình độ của bạn thêm nhiều, tư cách của bạn thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc bạn xứng đáng có được cơ hội để cuộc đời biến chuyển, giúp cuộc đời thăng hoa, còn nếu vẫn cứ mãi ở đấy, thì sẽ chẳng thể nào có được sự đổi thay chuyển mình. Hãy sống có niềm tin vào bản thân, có sửa đổi cầu tiến, cầu thị trong bản tâm, bản tính. Thay vì để một ngày nào đó, bắt đầu chuyển hy vọng, bạn có thể sốc lại tinh thần, tìm lại chiến binh bên trong mình, bắt đầu sự thay đổi ngay từ ngày hôm nay bạn nhé. Những lời này chưa chắc bạn đã cần khi bạn đang thông thuận, nhưng nếu bạn đang không thông thuận, có thể đó là những điều bạn cần nhìn lại trong chính con người mình. Trước tiên hãy nắm được bố cục của lá số tử vi tháng 11 âm dành cho tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Tuổi gà đại diện cho sự nhiệt tình và niềm kiêu hãnh, vậy nên những người tuổi này luôn tràn đầy năng lượng, được mọi người yêu quý. Bởi tinh thần trách nhiệm và sự ngay thẳng, được mọi người yêu quý bởi bản tính lương thiện, tinh thần trách nhiệm, nói được làm được. Người cầm tinh con gà có đặc trưng tính cách mạnh mẽ, năng động và thân thiện, họ khá cần mẫn, quy củ. Tuy nhiên đôi khi vì quá kỹ tính và nóng tính nên dễ gặp trở ngại trên con đường thăng quan tiến chức. Người tuổi Đinh Dậu giỏi ăn nói, thích khám phá mọi thứ tường tận, đam mê nghiên cứu nên họ hiểu biết rất nhiều. Họ cũng là người can đảm, kiên trì và phấn đấu, luôn nỗ lực tiến về phía trước, rất hiếm khi họ từ bỏ khi theo đuổi đam mê. Ngoài ra, những người cầm tinh con gà khá cục tính, họ không quá ngọt ngào, ưa tranh luận để tìm ra chân lý, họ cũng khá cố chấp, nên đôi khi để vụt mất thời cơ, dễ dàng nhìn thấy sai lầm của người khác, nhưng phớt lờ cái sai của bản thân. Nói chung, tính cách người tuổi Đinh Dậu có những đặc thù cơ bản sau: năng lượng giỏi giao tiếp, quyết đoán, biết cách thể hiện bản thân, chú trọng và giỏi về tìm hiểu, nghiên cứu, mạnh mẽ, hiếu thắng, kiên trì, tuy nhiên có phần kỳ quái bảo thủ. Theo tử vi tuổi Đinh Dậu thì trong tình yêu,
Người cầm tinh con gà thường hiếm khi thổ lộ tâm ý, tính cách này khiến nửa kia cảm thấy họ là người huyền bí, khó hiểu. Dù là nam hay nữ, họ đều thích ở gần phái nữ hơn, vậy nên chúng ta thường thấy nam tuổi Đinh Dậu có nhiều bạn thân nữ, còn nữ tuổi này cũng chơi thân với con gái. Khi yêu người tuổi Đinh Dậu đều hao tâm tổn sức để theo đuổi nửa kia, họ khá nội tâm nhưng cũng biết đem đến sự lãng mạn. Nhìn chung, đa số người tuổi này đều có nhân duyên mỹ mãn, gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Khi yêu, người cầm tinh con gà luôn tôn trọng sự bình đẳng, tự do tuyệt đối, hơn nữa là sự cân bằng cho cả hai. Bạn đời của họ thường là người đã cùng họ lớn lên hoặc cùng trưởng thành, có thể là bạn thời niên thiếu hoặc bạn học. Sự thấu hiểu lẫn nhau sẽ là nền tảng để họ có được tình yêu viên mãn lâu dài. Thông thường thì ở tuổi trung niên, sự nghiệp người tuổi Đinh Dậu mới phát đạt, còn nếu ở thời thơ ấu, thiếu niên, người trẻ tuổi rất khổ cực trong công việc. Tuổi Đinh Dậu thường tập trung hơn những con giáp còn lại. Họ coi sự nghiệp là điều quan trọng nhất, đồng thời chịu khó, hoàn thành tốt công việc được giao và thường gặt hái được nhiều thành công trong nghề đã chọn. Người tuổi Đinh Dậu có sức phát minh sáng tạo rất lớn, đồng thời có năng khiếu về thẩm mỹ và nghệ thuật. Bên cạnh đó, họ còn thành công về khoa học và thương mại với khả năng tập trung cao và làm việc một cách nhanh gọn. Người cầm tinh con gà thường phù hợp với các nghề nghiệp như nhà công, bác sĩ, nha khoa, nhà báo, nhà văn, giáo viên, thư ký, diễn viên, nghệ sĩ múa, bác sĩ phẫu thuật, nhân viên cấp dưới ngân hàng nhà nước, công an, vận động viên, lính cứu hỏa. Tuy nhiên, để thành công bền vững, người tuổi Đinh Dậu cần tránh tâm lý thích hư vinh, chú ý thực tiễn, không dễ dãi với bản thân, gạt bỏ tính ích kỷ, đồng thời biết lắng nghe ý kiến của người xung quanh và tỉnh táo trước những lời dụ dỗ của người khác, tránh dẫn tới phá tan sự nghiệp. Tiếp theo là vận trình tổng quan bốn phương diện. Người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tháng 11 âm lịch là tháng Giáp Tý, nguyệt lệnh là tiết khí đại tuyết và đông chí, tiết đại tuyết đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Giáp Tý, ứng với kinh dịch tháng này là quẻ phục, trong quẻ có một hào dương ở dưới cùng, miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh, sẽ sinh dương khí, nhưng khi mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Nghĩa của quẻ phục, nghĩa là quay trở lại, khi dương khí, ánh sáng hơi ấm, niềm vui may mắn quay trở lại, tạo nên niềm tin phấn khởi cho con người. Hơn nữa, bản chất của tiết đông chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển, chúng mang một lượng không khí ẩm, khiến xảy ra hiện tượng mưa, tuy không đủ lớn để gây ra các trận mưa lớn, nhưng đủ khiến không khí luôn ẩm thấp, gây nồm lạnh, khó chịu, tạo môi trường cho nhiều vi khuẩn, mầm bệnh phát triển, vì thế mà vào mùa này, con người rất dễ bị bệnh. Tháng 11 âm lịch là khoảng thời gian hung cát đan xen đối với người tuổi Đinh Dậu, đòi hỏi bạn phải tập trung khi làm bất cứ công việc gì. Dù có gặp khó khăn đi nữa, bạn cũng chớ bỏ cuộc. Dù có được quý nhân phù trợ cho gặp nhiều thuận lợi, bạn cũng chớ nên lơ là. Trên phương diện sự nghiệp, dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tý Dậu tương phá, bản mệnh sẽ phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ, cũng như sự hãm hại của những người đồng nghiệp xấu bụng. Vì vậy, bạn cần hết sức cẩn thận trong quá trình kết giao, không nên chia sẻ mọi bí mật của mình cho người khác, cho dù đối phương là người thân thiết với bạn đi chăng nữa. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng khó có thể thuận lợi, do nội bộ thường xuyên lục đục, đồng nghiệp mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với cấp trên, bạn vốn là người chính trực, kiên cường, nên bạn lại càng khó chịu đựng những điều bất công. Tuy nhiên, tử vi tháng 11/2023 âm lịch khuyên, để tránh phải chịu thiệt về mình, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách cư xử, không nên gây thù chuốc oán với người khác. Ngược lại, với những biến động khó lường trong sự nghiệp và tài lộc, thì đường tình duyên lại có những dấu hiệu khởi sắc rực rỡ, do có cát tinh hội tụ, được đế vượng chiếu mệnh. Người có đôi có cặp sẽ sớm đón nhận tin vui, người độc thân đặc biệt là nữ mệnh, có cát tinh thái âm phù trợ, bạn sẽ sớm gặp được người như ý, khiến cuộc sống bước sang trang mới. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tuổi Đinh Dậu tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của bạn tương đối gặp khó khăn, điều tốt nhất bạn nên làm đó là hạn chế tối thiểu mức rủi ro có thể xảy ra với mình. Trong công việc, nếu mọi thứ suôn sẻ quá thì bạn không có cơ hội phát triển, nhưng khi có chút sóng gió thì ta hay bất an, khuyên bạn nên bình tĩnh, tỉnh táo, sẵn sàng đối diện với những rắc rối xảy ra bất cứ lúc nào. Tháng 11 âm lịch của năm 2023, do ảnh hưởng của tương phá, nên có thể vì một tác động khách quan nào đó mà mọi việc không đi theo kế hoạch. Trong khi đó, bạn quá chủ quan, cố chấp và cho rằng mình không bao giờ sai thì sẽ không có cơ hội cải thiện tình hình đâu nhé. Hãy nhớ rằng, chẳng có ai không phạm sai lầm cả,
lắng nghe ý kiến của người khác sẽ giúp bạn mau chóng tiến bộ hơn. Tử vi tài lộc. Tử vi tháng mới tài vận của người tuổi Đinh Dậu trong tháng 11 âm lịch khuyên bạn luôn muốn an toàn nên bạn khó gia tăng tài sản của mình. Có thể bạn hiểu biết nhiều nhưng thiếu hành động nên đã để những điều bạn biết kìm hãm năng lực kiếm tiền của mình. Thời gian này cũng không tốt cho những ai ham mê tiền bạc, đuổi theo danh lợi với mục đích thỏa mãn sự tham lam của mình, có nguy cơ bạn bị mất trắng, không còn cả danh lẫn tiền đâu đấy. Lời khuyên cho những người tuổi Đinh Dậu là nên làm ăn chân chính, tuy mọi thứ phát triển chậm, nhưng sẽ tốt hơn là việc tiền nhanh đến và nhanh đi, cuối cùng bạn chẳng thể tích lũy được gì. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Trái ngược với những sự cố liên tiếp xảy ra trong sự nghiệp và tiền bạc, thì đường tình cảm của bản mệnh lại khởi sắc rực rỡ, đế vương chiếu mệnh. Những cặp đôi trẻ tuổi có thể được đón tin mừng trong khoảng thời gian này, ví dụ như chuyện của hai bạn được gia đình đôi bên ủng hộ, ví dụ như hai người được đón thêm thành viên mới. Những điều này khiến quan hệ của hai người càng thêm gắn kết, bạn hiểu và tôn trọng nửa kia của mình hơn. Dưới tác động của tương phá, đôi khi hai người vẫn còn xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, nhưng sau đó hai người đều biết hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Với người độc thân, đặc biệt là với nữ mệnh, thái âm cát tinh soi chiếu, khiến bạn nhanh chóng gặp được người phù hợp, đối phương có thể là người do bạn bè, người thân giới thiệu với bạn. Khi gặp đúng người, bạn có thể cảm thấy cảm mến người đó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai bạn có thể nói chuyện với nhau hàng giờ mà không biết chán. Nếu đang thầm mến một ai đó, bạn cũng nên dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình. Thái độ chân thành của bạn có thể khiến đối phương động lòng, khiến tình cảm của hai người bước sang một trang mới. Về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 11/2023 âm lịch, dưới tác động tích cực của đế vượng, bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy sức sống, tinh thần hăng hái tích cực, dù khó khăn xảy đến, có thể khiến bạn phiền não, căng thẳng, song đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, bạn có tinh thần quyết tâm vượt khó, hóa giải những điều xui xẻo không mong muốn. Sức khỏe của những người mắc bệnh cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện, nhờ vậy mà bạn cảm thấy vui vẻ, tin tưởng hơn vào tương lai. Bạn nên cố gắng duy trì nếp sống khoa học, rèn luyện sức khỏe phù hợp với khả năng của mình, chắc chắn sẽ chữa được nhiều bệnh. Trước khi đến với phần vận trình tử vi chi tiết, theo từng giai đoạn và hóa giải hung cát cho quý mệnh chủ, thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị đến với điều đại cấm kỵ với người tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, trong tháng 11 này, nếu muốn tài lộc ngưng tụ, sự nghiệp hanh thông. Nếu bạn vẫn đang còn thắc mắc vì không biết cần làm gì để năm nay sẽ đem nhiều tài lộc và may mắn về nhà, thì các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin hữu ích ngay dưới đây nhé. Trồng cây xanh đem may mắn, bạn hãy đặt một chậu cây về tài lộc ở góc xa bên trái ngôi nhà của mình và đừng quên đặt 3 đồng tiền mới, sáng bóng bên dưới đế chậu sẽ tăng thêm may mắn tiền của. Trưng bày sách trong nhà, một cách đơn giản khác giúp bạn khuyến khích tri thức của mình cũng như con trẻ để tạo bước đường làm giàu một cách thuận lợi chính là luôn có sách trong nhà. Màu đem lại may mắn, nếu bạn muốn đạt được năng lượng đầy đủ nhất của mình thì hãy bao quanh mình với màu may mắn này, thêm vào đó, các bạn có thể sử dụng màu xanh lá cây nhạt để cho một bắt đầu thuận lợi, xanh lá cây tươi để công việc tiếp tục phát triển tốt hơn và xanh lá cây sẫm để đưa mọi việc về đích. Những đồ vật gắn với gỗ, đối với Tết thì gỗ tượng trưng cho tiềm năng tăng trưởng tự nhiên, thay thế đồ vật trong nhà, làm từ vật liệu tổng hợp hoặc kim loại bằng gỗ có thể tạo ra sự khác biệt to lớn trong công việc của bạn, không chỉ là những đồ vật bằng gỗ, mà ngay cả việc sử dụng rèm cửa bằng tre, thảm chùi chân bằng sợi hay bằng ghế mây cũng có thể thay đổi vận may của bạn từ xấu thành tốt. Cá đem lại may mắn, theo phong thủy thì các bạn nên thả một con cá màu đen và 8 con cá vàng vào bể, sẽ giúp thúc đẩy hạnh phúc và thành đạt. Đây là một phương pháp cực kỳ hữu hiệu nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc theo đuổi con đường công danh của mình. Dọn dẹp cửa chính và lối đi vào nhà. Cửa chính là nơi đặc biệt quan trọng, là khu vực chính trong việc thu hút tài lộc và may mắn. Vì thế bạn cần giữ vị trí này luôn sạch sẽ, không có vật chắn, luôn mở cửa chính mỗi ngày, nhất là vào buổi sáng. Hãy mở cửa vào mỗi buổi sáng sớm khi mặt trời lên. Điều đó không những mang nguồn phong thủy tươi mới vào nhà bạn, mà còn giúp cho không gian trong nhà thoáng đãng, tránh tình trạng ẩm thấp, nấm mốc, gây hại đến sức khỏe mọi người trong gia đình. Nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất sẽ đi qua cánh cửa trước nếu thường xuyên được mở ra đấy nhé. Lau sạch bảng tên số nhà hoặc cổng nhà, hãy sơn mới cổng trường, lau chùi sạch sẽ bảng số nhà, bảng số rõ ràng và có đèn nhấp nháy sẽ giúp thu hút tài lộc đưa may mắn vào ngôi nhà của bạn. Và bây giờ là vận trình tử vi chi tiết tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957,
tháng 11 âm lịch và hóa giải hung cát. Giai đoạn 1, từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 11 âm lịch. Thiên Đức đem tới cho Đinh Dậu một giai đoạn mới đầy hy vọng trên con đường sự nghiệp, công danh của mình. Dường như những hy sinh của bạn đã được trời xanh nhìn thấu rồi, bạn thong thả làm việc và niềm nở đón nhận mọi thử thách tìm đến mình, ngã thì đứng dậy làm lại. Bạn không sợ hãi sự thất bại, chính tinh thần này giúp tuổi Dậu ngày càng thành công hơn trong việc tìm và thu hút nhiều quý nhân đến với mình. Thời gian gần rằm, con giáp này làm gì cũng thuận lợi trăm bề, nhưng do ảnh hưởng của tương xung nên giai đoạn đầu bạn cần cẩn thận kẻo hao tài tốn của. Vì những chuyện không đáng như vi phạm luật giao thông, mua hàng bị chặt chém, chiêu đãi bạn bè, may mắn là càng về cuối giai đoạn thì công việc chính càng đem lại cho bạn nhiều thu nhập hơn. Đinh Dậu đang dần quan tâm cảm giác của bản thân hơn là đón ý lấy lòng người khác, cách nghĩ của mình quan trọng hơn, bạn bơ đi mà sống và thấy nhẹ đầu hơn hẳn. Trong các mối quan hệ xã giao thường ngày, nếu cảm thấy không có ai quan trọng thì cứ việc hạn chế liên lạc và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Đánh giá: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh, vàng, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Hợi, con số may mắn, nam 7, 34, 60, 18, nữ 8, 27, 97, 42. Giai đoạn 2, từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 11 âm lịch. Bộ đôi Bạch Hổ và Hữu Bật khuấy động một giai đoạn 2 của tuổi Đinh Dậu khiến bạn phải nhìn lại bản thân trong gương và chấn chỉnh cách sống của mình rất nhiều. Dù trong công việc có nhiều niềm vui và luôn được mọi người ở cơ quan hỗ trợ, nhưng không thể tránh khỏi lúc bạn sai sót do sức khỏe không tốt, thiếu tập trung. Làm tốt những chuyện nhỏ trong cuộc sống, bắt đầu sửa sai và nghỉ ngơi lúc cần thiết có thể cải thiện tình hình hiện tại của bạn, không phải cứ miệt mài cống hiến là tốt. Nhiều sự cố bất ngờ xảy ra trong tuần, con giáp này phải bỏ ra một khoản không nhỏ mới có thể giải quyết được. Bên cạnh đó, túi tiền của bạn cũng vơi đi khá nhiều. Do tình trạng mua sắm không kiểm soát, con cái hay đau ốm, bản thân cũng đang gặp vấn đề sức khỏe nên phải bỏ tiền túi ra để lo liệu. Đường tình cảm tốt hơn ở những ngày cuối tháng nhờ sự xuất hiện của tam hợp cục. Nếu không có ai để thương thì bạn tự thương lấy bản thân mình. Chẳng lo lắng về sự độc thân, cô đơn ở thời điểm này, bạn chấp nhận việc có ít bạn bè, cũng cảm thấy xã giao không cần thiết như bản thân vẫn nghĩ. Đánh giá các chỉ số: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đen, tím, quý nhân phù trợ Ý, Sửu, Tỵ, con số may mắn nam 5, 4, 18, 53, 86, nữ 2, 96, 25, 77. Thưa quý vị, Minh Đường Tử Vi muốn chia sẻ với quý vị bất ngờ về phản ứng của Đức Phật với lời khiêu khích nhắm về mình. Chuyện kể lại rằng, có lần Đức Thế Tôn đi khất thực với các môn đệ tới một con sông nọ, Ngài cùng các đệ tử ngồi xuống để chờ người lái thuyền qua đón. Bất ngờ trong lúc này, có một vị Pháp Sư cũng xuất hiện, nhưng người này không ngồi chờ, mà dùng thần thông của mình đi trên mặt nước để sang tới bờ bên kia. Những đệ tử của Đức Phật chứng kiến cảnh rất ấn tượng, đẹp mắt đó và thể hiện sự ngưỡng mộ vị Pháp Sư kia. Một lúc sau, khi Đức Phật và các môn đệ đã yên vị trên thuyền, họ không ngừng bàn tán về những gì mình vừa thấy. Một vị đệ tử đã không kìm được lòng mình, tò mò hỏi Đức Phật, nếu đã là Phật, tại sao Ngài lại không thể bước đi trên mặt nước như người kia? Lúc này Đức Phật nhìn vị đệ tử nọ, cùng những người còn lại ở trên thuyền, và từ tốn trả lời, nếu ta làm như vậy, còn các ngươi sẽ như thế nào? Việc ta có thể bước đi trên mặt nước, có thể giúp gì cho các ngươi không? Đối với một số người thích thể hiện, thì họ sẽ dùng thần thông của mình để thể hiện, nhằm thu hút sự nể phục của đám đệ tử, nhưng Đức Phật lại không làm như vậy. Qua câu chuyện trên có thể thấy, một việc không mang lại lợi ích rõ ràng, nhất là chỉ để thể hiện bản thân cho người này, người kia ngưỡng mộ, khen ngợi, thì Đức Thế Tôn nhất định sẽ không làm. Đức Phật không vì muốn nghe lời khen mà làm điều vô nghĩa, không mang lại lợi ích gì. Tâm lý thường tình của con người là tò mò, dễ bị cuốn theo những gì khác thường vì họ đã quá quen với cuộc sống bình thường, thế nên chúng ta thường bị thu hút và cảm thấy thích thú trước những ai có khả năng biến hóa thần thông vì cho rằng đó là những khả năng vô cùng đặc biệt. Trong kinh còn có những mẫu chuyện chỉ ra rằng không chỉ chúng ta bị cuốn vào các biến hóa thần thông này mà đến người xuất gia thời Phật như Tỳ Kheo, Sunatkhata cũng có thái độ bất mãn, phẫn nộ, từ bỏ đời sống xuất gia, trở lui về đời sống thế tục chỉ vì ông chỉ trích Phật, không có thần thông biến hóa, động cơ để biểu diễn thần thông, xuất phát từ tâm tham cầu,
muốn người khác nể phục, trầm trồ ngợi khen, thích được tung hô. Trong khi đó, biến hóa thần thông là kết quả của sự tu tập, thực hành chánh pháp. Do vậy, Ngài dùng từ thành tựu khi nói về các loại thần thông. Tuy nhiên, đây chưa phải là cứu cánh giải thoát, nên Đức Phật không muốn các đệ tử của mình dính mắt vào sự thành tựu này mà chướng ngại trên đường tu tập. Không nên vì khả năng hơn người này mà sử dụng tùy tiện với mục đích không cao thượng. Nếu không nhắc nhở mình, những người này dễ dàng đi lệch hướng và bị cuốn vào vòng xoáy danh lợi, khi sống bao vây giữa sự cung kính và lợi dưỡng của dân chúng mà xa dần con đường thực hành và hướng dẫn nếp sống phạm hạnh. Có thể thấy, Đức Phật thành tựu đầy đủ tất cả các loại thần thông, nhưng Ngài rất hạn chế trong việc sử dụng chúng, như là một cách biểu diễn năng lực đặc biệt nhằm đáp ứng tâm lý tò mò, thỏa mãn sự hiếu kỳ của người khác. Hơn nữa, biết được tác hại nhiều hơn lợi ích, nên Đức Phật không muốn đệ tử dùng thần thông, cho dù là mục đích sử dụng chúng là xuất phát từ tâm ý tốt hay xấu đi chăng nữa. Vâng, cảm ơn quý cô bác đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý cô bác cùng toàn gia chung năm Quý Mão phúc khang an thái, phúc la tai tống, phúc lộc tự vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.